Kinh doanh xe đẩy bánh mì vỉa hè có cần đăng ký giấy phép kinh doanh không? Có cần lưu mẫu không? Có cần đăng ký giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm không? Đối với trường hợp kinh doanh bánh mì ở trước nhà thì không cần giấy phép kinh doanh và không cần giấy chứng nhận vệ sinh an toàn đủ điều kiện thực phẩm, nhưng mà cần phải lưu mẫu thực phẩm bán hàng ngày và cần phải có nguồn gốc, giấy tờ mua, chứng từ chúng ta mua sản phẩm thực phẩm. Ví dụ chúng ta mua thịt ở đâu thì phải có giấy tờ, mua rau ở đâu thì phải có giấy tờ, mua bánh mì nhập ở đâu thì phải có giấy tờ chúng ta nhập, và hàng ngày thì chúng ta phải lưu mẫu sản phẩm lại mỗi khi chúng ta bán ra. Anh em nào biết thêm thông tin về luật pháp về kinh doanh xe đẩy bánh mì thì có thể bình luận ở phía dưới video này để cho cả nhà cùng học tập nhé. Hầu hết tất cả các bạn kinh doanh xe đẩy bánh mì đường phố mà không biết cách thiết kế làm sao cho một xe đẩy bánh mì đẹp, bắt mắt, thu hút khách hàng và có thể sử dụng được 4-5 năm không bị hư. Với kinh nghiệm đã làm hơn hàng ngàn con xe kinh doanh xe đẩy bánh mì đường phố thì hôm nay mình chia sẻ cho bạn một số những kinh nghiệm như sau. Vì chúng ta kinh doanh đồ ăn nên chúng ta phải dùng chất liệu là inox để làm xe. Tiếp theo nữa là chúng ta là xe đẩy, vì chúng ta phải đẩy đi đẩy lại hàng ngày lên phần bánh xe là cực kỳ quan trọng. Mình đã có trường hợp là khi đẩy xe bánh mì qua đường và đã bị gãy bánh và hai vợ chồng mình đã phải đứng ở giữa đường và giữ con xe. Tiếp theo nữa là đề can dán lên xe phải nổi bật. Ví dụ như bên mình làm màu đỏ và màu vàng và màu đen. Và hình ảnh cái bánh mì trên xe phải cực kỳ là sắc nét. Và nếu anh em bán buổi tối thì đèn chiếu sáng bốn xung quanh xe hoặc là đèn chiếu sáng trong xe phải luôn luôn sáng. Và hôm trước thì mình có sang bên Trung Quốc, mình học được cách thiết kế xe đẩy của bên họ, cực kỳ đèn cực kỳ sáng luôn. Anh em nào có góp ý thêm thì bình luận ở phía dưới video này. Anh em nào muốn kinh doanh xe đẩy bánh mì thì liên hệ với mình.